Vâng, ăn bi số 1. Như thường thấy như ở những cú phá của Lữ Tư Thiện. Vâng, chúng ta có thể thấy là nhận định đưa con bi 2 ra sau con bi số 6 thôi. Cú nhảy bi cũng cái độ chính xác. Vâng, và đã là 1-0 cho tay cờ đến từ Việt Nam. Ở bi 9. Ui, xít nữa thì golden break các bạn ạ. Nếu mà khó quá thì có một phương án đây là bắn an toàn và đưa con 9 xuống lỗ luôn. Vâng, thế này thì có lẽ là mất cái ván đấu này rồi. Ồ. Oh. Vâng, và đã là 1-1. Bình thường thôi, ra đấu trường thế giới thì những cơ thủ như này là chắc chắn sẽ phải gặp thì mới có thể đạt được thành tích. Cho nên là mình, theo ý kiến của mình thì việc mà Lữ Đức Thiện đánh là Thiện đang rất tự tin. Nào, lực. Thôi, thật ra nhìn cái đường bi. Rồi, vào một chút vào 8. Ok. Hơi rủi ro. Vâng. Vâng, chúng ta vừa nhìn thấy một pha chạy đạn. Nào, lực thế nào? Vâng. Ồ, các bạn nói tôi mới để ý là Nguyễn Công Thành đã rút ngắn khoảng cách với Max Lechner. Trước đó thì là 5-2 gì đấy. Và bên cạnh đó thì Nguyễn Hoàng Phong cũng đã giành thắng lợi. Như vậy là Tyler vẫn đưa được con bi số 2 xuống lỗ. Hay nghe bình luận nhiều bằng tiếng nước ngoài cho nên là những cái kỹ thuật của vâng, thưa anh chị, Thiện gặp Styler là trận đấu của nhánh thắng, và bên cạnh đó một trận đấu đang trực tiếp đó là trận đấu giữa Max Lechner và Nguyễn Công Thành, cũng là một trận đấu ở nhánh thắng của vâng, cú cân bi không thành công. Vâng, như vậy là góc quay của Matchroom không cho chúng ta thấy hết được. Tyler Steyer thì ra bi khó và Thiện cân bi không thành công. Đó cũng là một phần của bi A thôi.
Tôi nghĩ là B7 này không còn tình huống đâu các bạn. Sẽ giải quyết được ngay thôi. Rất là hay trước những cơ thủ hàng đầu. Ví dụ như là gặp Shane Van Boning thì ở giải Texas Open. Đó thì Tyler Steyer cũng là người đã thắng Shane Van Boning. Cú nào cũng như cú nào hết cả. Nhìn ở phong độ của Tyler Steyer như này thì chúng ta có thể... Lại một cú phá bi rất tốt của Tyler Steyer. Vâng, chúng ta có thể thấy là một tình huống đánh bi số 2 có thể nói là hoàn hảo. Thể hiện kỹ thuật rất tốt và độ tĩnh rất cao của Tyler Steyer. Tôi sẽ lại tiếp tục nâng tỷ số lên 6-1. Nhưng chúng ta cùng chờ xem. Tại vì là bi 9 mà chưa rơi thì ván đấu vẫn chưa kết thúc. Trần Cường thôi. Cũng rất nhiều bạn đã nhầm mình với Trần Cường Predator và hỏi mua gậy. Tuy nhiên là mình không có gậy để bán. Không có gậy Predator để bán bạn nhé. Hở rồi, hở. Vâng thưa các bạn. Kể cả là phải thủ bi thì Thiện cũng nên đánh chậm hơn một chút để mình có thể thể hiện tốt hơn. Chứ đánh cái nhịp độ hơi quá vội vàng thì vâng, cú cộng bi không thành công. Một cú cộng rồi, bi số 8 và bi số 9 nữa thôi. Chính xác rồi. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-6 cho Thiện Lương. Đây là một tín hiệu tốt. Chính xác, vâng thưa các bạn, cú đánh có thể nói là rất tốt của Thiện Lương. Anh Tuấn, Thành Kiên, Công Thành, Hoàng Phong và Lương Đức Thiện. Thì tất cả các cơ thủ đều đã phải xuống nhánh thua rồi. Cơ thủ Nguyễn Thắng thì mình chưa biết. Có thể anh là một cơ thủ đang sinh sống ở bên Hoa Kỳ và cũng tham gia giải đấu này.
Vâng, cú đánh bi số 2 xa điều 3 băng. Vâng, như vậy là Thiện đã quyết định đánh dứt tay. Thế bi. Rồi xít lắc các bạn ạ. Nhưng mà Thiện đã rút ngắn tỷ số xuống 3-7. Lại ăn bi số 1 và lần này có bi số 2 rồi. Rồi đừng co, thôi cò tay rồi. Vâng, nhưng mà Thiện Lương vẫn xử lý rất tốt. Tình huống vừa rồi chỉ có một điểm đầu bi nhưng Thiện Lương đã đánh rất là chỉn chu. Vâng, chính xác. Tỷ số được rút ngắn xuống 4-7 và Thiện Lương vẫn là người cầm phá bóng. Bi 1 không rơi nhưng đã có một bi rơi ở lỗ góc bên trái rồi. Vâng, một cú đánh rất tự tin của Thiện Lương, một cú đánh trô từ con bi số 2. Nhưng mà vẫn giữa lỗ. Phải nói là những cú đánh như vừa rồi thì vâng, và bi số 9 được đi đưa xuống lỗ và tỷ số nâng lên 8-4 cho Tyler. Còn nếu không thì có phải trả giá bằng cả một trận thua luôn. Chúng ta có thể thấy đó là một cú golden break của Tyler Steyer rồi. Trận đấu đã kết thúc và Tyler Steyer đã giành thắng lợi với tỷ số 9-4 trước Lưu Đức Thiện của Việt Nam.